Vừa qua có hiện tượng là ở tại Đắk Lắk, khi khách hàng mua sử dụng sản phẩm sữa TH Chumilk thì phát hiện là trên thùng sữa có giò. Theo tôi thì ở đây nó có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất có thể là do chất lượng sữa không đảm bảo thì dẫn đến là phát sinh ra giò. Cũng có thể là do cái việc là trong quá trình vận chuyển do cái bảo quản nó không tốt, vận chuyển nó không tốt cho nên là dẫn đến là sữa bị rò rỉ và gây ra là xâm nhập của vi sinh vật cho nên là dẫn co giò. Và vấn đề thứ ba là đối với hiện tượng như vậy thì trách nhiệm của nhà sản xuất TH2Milk đến đâu? Về cái việc là chất lượng sữa thì chúng ta nên công bằng là sau khi chờ cái kết luận của cơ quan giám định và nên là nhà sản xuất chủ động lấy cái sản phẩm bị lỗi bị hỏng đó đi giám định để có kết luận chính xác thông báo cho người tiêu dùng. Thứ hai, nếu trong quá trình vận tải vận chuyển và tiêu thụ mà xảy ra cái lỗi cái việc là bị vỡ bị hỏng như vậy thì đấy cũng là một trách nhiệm của nhà sản xuất trong cái việc là tổ chức tiêu thụ lưu thông để làm sao người tiêu dùng được sử dụng cuối cùng được sử dụng cái sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất, kể cả trong trường hợp mà vận tải rồi lưu thông nó xảy ra trường hợp đấy thì cũng thuộc lỗi thuộc về TH2Milk. Và qua đây TH2Milk cần là kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình vận tải lưu thông của mình để đảm bảo uy tín cho mình, tránh cái tình trạng như vậy. Nếu không giải quyết được vấn đề, người tiêu dùng có quyền suy nghĩ đây là chất lượng của TH2Milk không đảm bảo, và lúc đấy cái giá phải trả của TH2Milk rất lớn và người tiêu dùng tẩy chay.